Cô Cánh và Việt Anh xin kính chào quý khán giả đang đến với bản tin Covid-19 của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Bản tin được phát sóng vào lúc 20 giờ 50 phút mỗi ngày trên kênh TTV11, website chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh cùng các hạ tần số. Mở đầu bản tin Covid-19 ngày hôm nay sẽ là những thông tin trong nước đáng chú ý sau. Thưa quý vị, sáng ngày 4 tháng 7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Ninh Thuận tổ chức họp khẩn triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 sau khi ghi nhận một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Cụ thể, bệnh nhân 19.313 là nam, sinh năm 1989 ở thôn Gò Gũ, xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải. Hiện bệnh nhân này đã được đưa đi cách ly điều trị, tình trạng sức khỏe ổn định và đang được tiếp tục theo dõi. Ngành y tế tỉnh Ninh Thuận truy vết được 17 người F1 đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1, được đưa đi cách ly tập trung ngay trong đêm 3 tháng 7. Có 142 trường hợp F2, F3 được xét nghiệm và đều có kết quả âm tính. Các trường hợp này được hướng dẫn cách ly y tế tại nhà theo đúng quy định của Bộ Y tế. Theo số liệu báo cáo từ các địa phương gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo, con số thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 là hơn 18.000, nhiều nhất là ở thành phố Hồ Chí Minh. Số thí sinh diện F0 là 33 thí sinh, 270 thí sinh F1, thí sinh F2 là 847 thí sinh. Số thí sinh đang cư trú trong khu vực phong tỏa là 17.178 em. Số liệu này sẽ tiếp tục được cập nhật đến sát ngày thi chính thức. Với những thí sinh không thi tốt nghiệp đợt 1 tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có thông báo cụ thể thời gian thi đợt 2. Thú vị còn tại Hà Nam, kỳ thi năm nay Hà Nam sẽ tổ chức ở 23 điểm thi trên địa bàn và có 9.694 thí sinh dự thi. Để phòng chống dịch bệnh COVID-19, ban chỉ đạo yêu cầu ngành giáo dục phối hợp chặt chẽ với các ngành công an, y tế trong việc nắm bắt thông tin cụ thể tình hình thí sinh dự thi và xác định chính xác các trường hợp thí sinh thuộc diện F0, F1, F2. Các điểm thi phải thực hiện phun thuốc khử khuẩn trước buổi thi đầu tiên ít nhất 3 ngày. Tính đến ngày 3 tháng 7, trên địa bàn tỉnh vẫn còn một thí sinh nữ là bệnh nhân COVID-19 nhưng đã được điều trị khỏi, hiện đang cách ly y tế 14 ngày tại nhà. Một thí sinh nam là F1 đang ở trong vùng cách ly huyện Lý Nhân. Tại Vĩnh Long, yêu cầu đối với người từ nơi có dịch Covid-19 trong cộng đồng về địa phương, lực lượng chốt yêu cầu khai báo y tế, kiểm tra giấy xác nhận test nhanh âm tính với virus SARS-CoV-2 trong thời hạn 72 giờ. Đối với trường hợp chưa có giấy xác nhận test nhanh hoặc giấy xác nhận hết hạn, lực lượng y tế tại các chốt kiểm dịch sẽ thực hiện lấy mẫu test nhanh COVID-19 nếu kết quả âm tính mới được vào địa bàn. Hiện tại, tỉnh Vĩnh Long đã thành lập 11 chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại các cửa ngõ ra vào. Thưa quý khán giả, trước tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19 khá phức tạp, Ủy ban dân tỉnh Tây Ninh chỉ đạo tiếp tục tập trung quyết liệt thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, huy động cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác phòng chống dịch, nhất là ở cơ sở với quan điểm chống dịch như chống giặc, thực hiện phương châm 4 tại chỗ, quyết tâm khống chế, khoanh dùng, không để dịch bệnh lây lan diện rộng. Riêng tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, yêu cầu các khu công nghiệp, khu chế xuất doanh nghiệp có phương án xác định vị trí cụ thể, điều kiện cụ thể để tổ chức cách ly tại chỗ nếu có ca nhiễm tại doanh nghiệp. Chủ động mua sinh phẩm test nhanh, xét nghiệm sàng lọc để kiểm tra dịch tễ công nhân người lao động của doanh nghiệp mình. Nếu phát hiện có ca F1, các doanh nghiệp phải thông báo ngay cho các cơ quan chức năng để tiến hành cách ly, truy vết, không tự ý giải tỏa, đồng thời xử lý nghiêm các công ty tự ý giải tỏa F1 tiến hành lập biên bản vi phạm và nếu có đủ cơ sở pháp lý thì xử lý theo quy định của pháp luật về phòng chống dịch. Và thưa quý vị, liên quan đến trường hợp bệnh nhân HTHI nghi nhiễm COVID-19 trong cộng đồng trong ngày 3 tháng 7 tại thị xã Trắng Bàng để phục vụ công tác khoanh vùng dập dịch, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh tỉnh đã ra quyết định thiết lập vùng cách ly y tế liên quan đến nơi ở của bệnh nhân để phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị, liên quan đến trường hợp bệnh nhân HTHI nghi nhiễm COVID-19 trong cộng đồng trong ngày 3 tháng 7 tại thị xã Trắng Bàng, để phục vụ công tác khoanh vùng dập dịch, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh tỉnh đã ra quyết định thiết lập vùng cách ly tế liên quan đến nơi ở của bệnh nhân để phòng chống dịch COVID-19. Thiết lập vùng cách ly tế khu phố Lộc An, phường Lộc Hưng, địa điểm khu vực xung quanh nhà bà HTHI, ranh giới phía đông giáp đất của ông Chính, phía tây giáp kênh Phước Hòa, phía nam giáp đất của hộ ông rồi, phía bắc giáp đất ông Võ Văn Nu, thời gian thiết lập kể từ 8 giờ ngày 3 tháng 7 năm 2021, thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế ít nhất 21 ngày kể từ ngày xác định ca bệnh dương tính với virus SARS-CoV-2 cuối cùng của vùng cách ly y tế. Bệnh nhân tên viết tắt LTD là nữ, sinh năm 1970, ngụ tại khu phố Lộc Du, phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, yếu tố dịch tễ. Hàng ngày bệnh nhân đi từ nhà ở thị xã Trảng Bàng đến buôn bán tại chợ đầu mối Bình Điền, phường 7, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7 năm 2021, bệnh nhân thấy có dấu hiệu mệt mỏi, ho sổ mũi nên thuê trọ ở lại chợ Bình Điền. Ngày 1 tháng 7 năm 2021, bệnh nhân trở về thị xã Trảng Bàng và mua thuốc uống ngày 2 tháng 7 năm 2021, bệnh nhân đến trạm y tế Vườn Trảng Bàn để khai báo y tế, sau đó được đưa đi cách ly tập trung tại trường trung học cơ sở xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành. Ngày 4 tháng 7 năm 2021, sau khi mẫu xét nghiệm của bệnh nhân gửi Bệnh viện Đa khoa xét nghiệm sàng lọc cho kết quả nghi nhiễm virus SARS-CoV-2, mẫu tiếp tục được gửi đến Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Tây Ninh xét nghiệm khẳng định cho kết quả dương tính SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Tây Ninh. Liên quan đến bệnh nhân có 13 trường hợp F1 đã được lấy mẫu xét nghiệm và 60 trường hợp F2. Món tin COVID-19 của Đài Phát Thanh Truyền hình Tây Ninh đến đây xin được khép lại. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, Phú Khánh và Việt Anh xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.